Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một tuần mới và bọn mình đã trở lại với một tập mới của podcast DeFi Discussion. Chủ đề tuần này thì bọn mình nghĩ nó đã đâu đó xuất hiện một vài lần ở trên cái series podcast này. Tuy nhiên là hy vọng là trong những cái thay đổi mới nhất của thị trường thì câu chuyện cũ nhưng mà cái góc nhìn có thể nó sẽ mang lại một vài cái điều thú vị mới mẻ cho anh em. Tuy nhiên, trước khi đi vào cái nội dung chính của tập tuần này thì chúng ta sẽ chào đón một vị khách mời rất là mới, lần đầu tiên xuất hiện ở trên DeFi Discussion. Hello anh John. Hello, xin chào mọi người. Mình là John đến từ Coi68. Thì hôm nay mình rất là vui khi được tham gia cái series DeFi Discussion ngày hôm nay. Ok. Cái tập tuần này thì thú thật với anh em là bọn mình đã thu một lần trước đó rồi, nhưng mà nó có một vài cái trục trặc thì đây là cái lần thu lại của bọn mình, lần thu thứ hai. Thì cái câu chuyện tuần này thì nó cũng là một cái câu chuyện mà bọn mình đã nói lại rất nhiều lần trong cái series podcast, mà tập tuần này còn là thu lại một lần nữa. Thì thu lại thêm một lần nữa thì có thể đâu đó cái cảm xúc nó sẽ không được như những cái lần đầu, nhưng mà đó, như mình nói hồi nãy thì hy vọng là vẫn có một cái gì đó mới mẻ khi mà bọn mình nói về cái chủ đề tuần này. Thôi thì cũng lòng vòng rồi thì chắc là bọn mình sẽ đi thẳng vào cái vấn đề luôn, đó là tuần này bọn mình sẽ lại tiếp tục nói về những cái airdrop, những cái hoạt động xanh retroactive. Tại vì một tuần qua thì cộng đồng cũng khá là xôn xao về những cái hoạt động mà các dự án trao thưởng retroactive cho người dùng rồi. Thì chắc là nhờ anh John đề cập lại một vài cái điểm nhấn đáng chú ý liên quan đến cái từ khóa airdrop trong tuần qua. Và chắc là để anh John điểm lại một vài cái thông tin trong tuần vừa rồi. Trong thời gian qua thì đã có một cái dự án đáng chú ý, họ đã airdrop cho người dùng một số tiền khá là lớn, đó là dự án Aptos. Thì theo mình thấy thì cái dự án này thì họ đã khá là dễ dãi với người dùng, khi mà họ cho cái điều kiện mà để mà nhận được airdrop nó khá là dễ, khi mà người dùng chỉ cần làm một vài thao tác thôi. Mình chỉ cần tạo ví và claim một cái NFT trên testnet của Aptos là mình có thể nhận được một cái khoản tiền lên đến là $1,500 đến 3,000 đô. Tức là cái airdrop này nó đến một cách rất là bất ngờ và ít người nghĩ là nó đơn giản như vậy, đúng không? Tuy nhiên là chắc là bọn mình sẽ trong cái phần sau thì bọn mình sẽ bàn đến cái câu chuyện là nếu như mà xét riêng về một cái kèo kiểu như Aptos thì có thể mọi thứ nó sẽ rất là đơn giản, nhưng nếu mà anh em nào mà xanh retro mà đã từng gọi là chạy da chóc vẩy với cái hoạt động này thì trong một khoảng thời gian dài thì chắc là mọi người sẽ có một cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Nó không đơn giản chỉ là nếu như mà chúng ta chỉ lên làm một vài cái thao tác đơn giản thì chúng ta đã có tiền, thì cái đó là cũng đôi khi có thể gây ra một vài cái hiểu nhầm. Ok, thì chắc nói về Aptos đi. Thì anh John thấy cái ngoài cái việc là cái cách air của họ, tức là họ airdrop cho những người đã claim cái NFT trên testnet nè, rồi những người tham gia những cái hoạt động chạy nốt trên testnet, đúng không? Cái điểm đặc biệt nào mà anh John thấy được là ở cái airdrop này nó khác biệt so với những cái đợt retro trong quá khứ? Ví dụ như là điểm lại cái thời gian mà bắt đầu retro nó hot là khoảng 2020, từ cái thời mà Uniswap đồ này nọ đó, là cái mùa hè DeFi, rồi những cái airdrop cách đây khoảng 1 năm, và bây giờ là một cái layer 1 như là Aptos, thì nó có cái gì khác biệt và anh John ấn tượng nhất? Nếu mà so sánh cái đợt airdrop của dự án Aptos này với những cái đợt airdrop của những cái dự án trong quá khứ thì chắc là mình sẽ so sánh cái đợt airdrop của dự án Aptos này với lại cái đợt airdrop của dự án mà cũng có một dự án layer 2 mà khá nổi bật trong thời gian gần đây là Optimism. Thì cái điểm đáng chú ý đầu tiên mà mình thấy là với dự án Aptos là có vẻ như họ khá là dễ dãi với người dùng. Nên họ ra cái điều kiện khá là dễ. Còn đối với Optimism thì họ đưa ra tới 6 cái điều kiện để mà nhận airdrop luôn. Thì người dùng phải đáp ứng được một trong 6 cái điều kiện này. Thì mình sẽ liệt kê ra một số cái điều kiện nhất định để mà các bạn thấy cái sự khác biệt nha. Ví dụ cái điều kiện đầu tiên là mà dự án Optimism họ đưa ra là kiểu như mình phải sử dụng Optimism. Sử dụng ở đây á là có nghĩa là mình phải breed tài sản từ
những cái layer 1 khác sang Optimism, hoặc là mình xài những cái đi app trên Optimism. Nhưng mà cái điều khó đây á là dự án họ sẽ yêu cầu mình sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định á. Tức là phải có cái độ lặp lại, nó phải có cái độ lặp lại chứ nó không có phải là làm 1-2 thao tác là đi luôn đúng không? Là ừ, 1-2 thao tác là được thưởng đúng không? Ừ, còn một cái điều kiện khác mình thấy cũng khá là khoai, như là cái điều kiện multi sig signer. Thì cái điều kiện này là kiểu như là mình phải tạo cái ví nhiều chuỗi ký và mình sử dụng cái ví này để mà giao dịch ít nhất là 10 lần. Thì theo mình thấy đây là một cái điều kiện khá là khó, tại vì cái ví đa chữ ký này nó không có phổ biến lắm với lại cái người dùng retail á. Còn thêm một cái điểm khác biệt nữa là kiểu về cái tính thời điểm á. Trước Aptos thì một số cái dự án mà họ tổ chức cái đợt airdrop lớn, ví dụ như là Optimism hoặc là Paraswap, thì họ chọn cái lựa chọn là long token trong 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 cái giai đoạn mà thị trường nó khá là tốt á, nó còn cái độ FOMO. Còn Aptos thì họ quyết định họ long token trong trong cái giai đoạn mà thị trường downtrend á, và Bitcoin đã đâm về tới 19.000 đô và liên tục sideways trong trong biên độ hẹp là khoảng từ 19.000 tới 20.000. Thực ra thì cái việc mà Aptos ra token ở thời điểm này á, thì cũng cá nhân mình, cái góc nhìn của mình thôi nha, tức là có thể anh em sẽ thấy nó hơi controversial, tức là nó hơi trái chiều một xíu. Thì cái việc Aptos ra token mà nó khá là vội, và cái đội MM của họ thì cái mình tạm dùng cái từ là cái đội backer á, thì gồm rất là nhiều cái tên rất là máu mặt ở trong thị trường, và họ có những cái hoạt động mà MM khá là gọi là sôi động. Có thể đây là cái cách mà cũng là một cái lý do mà tại sao họ có thể tự tin mà launch cái token của mình, thậm chí là cả airdrop cho người dùng ở trong cái thời điểm mà nó khá là, thị trường nó cũng khá là yếu. Nói thẳng ra là thị trường hiện tại nó cũng khá là yếu. Bắt lại cái câu chuyện là nếu mà launch token xong á, và airdrop cho người dùng á, thì cái chạc đồ thị thường nó sẽ là một cái đà lao dốc rất là mạnh. Tuy nhiên là Aptos thì chúng ta thấy là cũng có đâm, nhưng mà kiểu như là nó vẫn có một cái gì đó nó sideways và nó khá là vững. Thì cái này có thể là cái observation, cái nhận định cá nhân của mình thôi nha. Thì có thể đây là một cái cách mà các dự án họ đang tiếp cận, tức là cái cách tiếp cận nó hybrid một xíu, tức là họ không chỉ có airdrop đơn thuần, họ không airdrop đơn thuần cho cộng đồng, mà họ còn có những cái phần allo cho những cái backer và những cái MM nó hợp lý để đồng token đó khi mà nó ra thì nó không quá là đâm á. Thì cũng là một cái điểm mà mình thấy là Aptos nó cũng khá là khác, cái đợt airdrop này nó cũng khá là khác so với những cái đợt mà trong quá khứ. Ví dụ như rất nhiều cái dự án trong quá khứ họ e cho cộng đồng thì cộng đồng họ thường có cái xu hướng là đâm hết. Rồi thì sẵn tiện á, là anh John so sánh Aptos với lại Optimism thì cũng nhận định cũng thấy có một cái điểm giống nhau giữa hai cái này, đó là về cái việc là nó không đâm. Thì Optimism sau cái đợt airdrop thì nó vẫn còn thêm một cái đợt tăng trưởng nữa. Vậy thì anh John nghĩ đâu là cái điểm mà khiến Optimism dù nó có airdrop thì nó vẫn có cái đợt tăng trưởng phía sau, chứ nó không có phải là nó đi một đường dài giống nhiều cái dự án trong quá khứ. Theo mình thì sau cái đợt tăng trưởng thứ nhất của Optimism là token này là đông về, mình nhớ là như khoảng 0.4, 0.5 rồi nó tiếp tục nó lên lại 2 đô. Thì mình nghĩ cái nguyên nhân chính mà để mà dẫn tới cái đợt tăng trưởng này là cho MM của dự án họ chờ anh em nhận drop xả hết rồi, xong rồi họ gom lại họ đẩy thêm một lần nữa. Em thấy có một cái ý đó là họ có thêm một cái round 2 á, tức là cái Optimism thì nó có một cái round 2, thì không biết cái này nó có cái ảnh hưởng gì đến cái việc là người ta có cái động lực giữ cái token Optimism sau khi họ nhận được airdrop hay không. Mình nghĩ là cái việc mà Optimism họ sẽ tổ chức một cái đợt airdrop tiếp theo là nó sẽ khuyến khích người dùng họ giữ lại một phần nào đó cái token OP của đợt 1 để mà kiểu như tăng cái độ uy tín của ví. Tại vì nếu mà họ xả hết thì có khả năng là cái đợt sau thì dự án họ sẽ không airdrop nữa. Rồi thì ok, thì chắc là bọn mình sẽ nói tiếp về cái câu chuyện là cái việc sun retro ở thời điểm hiện tại thì nó có cái sự khác biệt gì ha. Thì chắc là anh John chia sẻ một vài cái
mẹo, nó là cái mẹo nhưng mà thực ra nó là một cái kỹ năng á, là cần tôi luyện trong một khoảng thời gian rất là dài, thì anh John có thể chia sẻ một vài cái kỹ năng để mọi người có thể thích nghi được với cái luật chơi mới của Aerob thì hiện tại không? Tại vì Aerob thì tất nhiên là càng nhiều người biết thì đường thì nó vẫn có nhiêu đó, nhưng mà càng nhiều người đi á, thì nó càng đông và nó càng nghẽn, và cái cơ hội nó có thể nó sẽ khó hơn. Thì anh John có thể chia sẻ một vài cái kỹ năng mà mọi người cần phải cập nhật trong cái giai đoạn này hay không? Ừ. Thì cái sự dễ dãi của dự án Aptos trong trong cái đợt vừa rồi ấy, nó sẽ vô tình nó làm cho rất là nhiều anh em là đổ xô vào xăng Aerob với lại xăng Rejective. Thì cái vấn đề này thì nó sẽ làm cho cái điều kiện mà để nhận Aerob của những cái dự án sau Aptos ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ khó hơn rất là nhiều á. Nên là cái cách mà để tối ưu mà để mà có nhiều khả năng nhận Aerob của những cái dự án tiếp theo là mình nghĩ là các bạn nên chỉ dùng một ví thôi và làm thật kỹ, kiểu là khi mà ví dụ mà mình muốn muốn trải nghiệm một cái dự án, ví dụ như là dự án DKSIN đi, thì mình sẽ rip tiền, mình sẽ di chuyển tài sản từ những cái level 1 khác vào cái hệ sinh thái của DKSIN, và mình sẽ trải nghiệm hết tất cả những gì mà mình có thể trải nghiệm ở trong cái hệ sinh thái này, ví dụ như là mình swap token, mình cung cấp thanh khoản, hoặc là mình mua và giao dịch những cái NFT chẳng hạn, thì nên làm hết như vậy. Rồi sau khi làm thì sau một khoảng thời gian nhất định thì các bạn cũng nên kiểu làm lại một vòng như vậy để mà tăng khả năng nhận Aerob. Vì cái việc mà trải nghiệm kiểu hết như vậy thì nó cũng tốn một cái khoản chi phí khá khá, nên mình nghĩ là các bạn chỉ nên tập trung làm một ví thôi. Khi mà trải nghiệm xong thì các bạn có thể di chuyển tài sản từ thí dụ như khi mà trải nghiệm xong DKSIN á, thì các bạn nên để lại một cái phần tài sản nhất định để mà dự án họ xác định là cái ví của các bạn không phải là bot, rồi các bạn tiếp tục di chuyển tài sản của mình sang những cái chain khác. Tức là họ sẽ có một cái kiểu như là quét cái balance đúng không? Tức là nếu mà cái số dư của mình mà nó thấp quá thì họ cũng liệt vào cái dạng là ví này nó không phải là thực, mà là ví này nó là Aerob Hunter, thì cũng khá là tiếc nếu như mà họ lấy cái điều kiện đó ra mà họ lọc mình đúng không? Thì cũng nên để lại một ít trước khi mà mình đi sang một cái chain khác và mình test một cái hệ khác. Và mình có thêm một cái tip nhỏ mà để mà gửi đến các bạn, là như trong cái đợt Aerob của dự án Aptos vừa rồi thì họ Aerob theo email, thì có một số người bạn của mình là họ kiểu là họ dùng một email mà và họ dùng nhiều ví để claim NFT á, thì sau khi mà dự án công bố Aerob thì bạn của mình chỉ được Aerob đúng một lần thôi. Mặc dù bạn của mình đã dùng nhiều ví để claim nhiều NFT, thì đây cũng là một cái bài học để mà cho các bạn khi mà làm retroactive thì các bạn nên làm kỹ hơn chứ không có nên là làm sơ sài quá. Thì sẵn là cái câu chuyện mà tối ưu hóa trong cái việc mà cách xanh Aerob ở thời điểm hiện tại thì mình cũng muốn bổ sung một ý. Thì cái ý này cũng có vài lần mình cũng chia sẻ, đó là anh em nên có những cái lộ trình test nó tối ưu. Tức là ví dụ như đi từ cái trên giống như hồi nãy anh John nói là ví dụ như là DKSIN đi, thì đi qua một cái chain khác, mình chuyển tài sản sang một cái chain khác, thì ở trong cái đoạn đường mà chuyển tài sản đó thì mình có thể mình thêm một cái cầu mà nó chưa có token chẳng hạn, một cái bridge nó chưa có token ở giữa chẳng hạn. Thì tại vì khi mà đi qua lại giữa các chain á thì tất nhiên sẽ có những cái chi phí mà mọi người cần phải trả, thì mọi người đặt cái cầu đó vào trong cái mảnh ghép cái cầu đó ở giữa cái lộ trình đó, thì cái việc đi qua thì đằng nào mình cũng mất tiền rồi, nhưng mà ở đây mình vừa đi qua mà mình vừa test thêm được một cái cầu nữa, đó là một cái rất là tối ưu. Và song song đó thì mọi người có thể xài thêm một cái dạng sản phẩm nó gọi là aggregator. Thì aggregator thì họ sẽ họ vẫn là một cái platform sản phẩm bình thường thôi, nhưng mà họ có cái người ta gọi là cái tổng hợp rất là nhiều các cái sản phẩm, nhiều cái lựa chọn để họ lọc ra được cái option tốt nhất cho anh em á. Thì khi mà dùng các cái aggregator này
thì anh em có thể test luôn cái aggregator đó nếu như họ chưa có token. Và trong những cái option họ suggest cho mình á, thì mình có thể chọn ra được những cái option nào mà nó chưa có token. Và tất nhiên thì sẽ có một vài cái mức chênh lệch, ví dụ như là fee nó cao hơn hoặc là cái slippage, cái trượt giá nó cao hơn một xíu. Nhưng chúng ta có thể cân nhắc chọn những cái option mà nó chưa có token như vậy để mình tối ưu, tức là mình test một mà được hai là như vậy. Rồi thì cái đó là một vài cái tối ưu hóa thôi. Tại vì giống anh John có nói á, tức là Aptos thì có thể nếu các bạn lấy một cái case Aptos các bạn đem ra so sánh thì nó rất là dễ, nó kiểu như là chỉ cần làm bấm vài cái nút là có tiền vậy đó. Nhưng nếu như mà chúng ta chơi một cái game dài hạn và rất là nhiều các cái dự án, đúng không? Tức là dự án 1, dự án 2, dự án 3, dự án 4, mà mỗi lần mà chúng ta test thì nó tốn phí. Và nếu như mà chúng ta không nghĩ ra được những cái cách mà tối ưu nó hợp lý, thì khi mà chơi ở những cái chặng đường dài á, có thể ở trong một case các bạn sẽ thắng. Một case các bạn nếu mà xét một case riêng Aptos thì các bạn sẽ thắng. Nó là một cái tỷ lệ risk với return rất là kinh khủng, đúng không? Nhưng mà nếu như mà xét nhiều cái case liên tục và các bạn chơi lặp đi lặp lại như vậy và tốn phi, nhưng mà mình không có một cái cách để tối ưu hóa cái lộ trình của mình, thì về dài hạn cái tổng lượng tài sản, cái hao hụt, cái chi phí mà các bạn bỏ ra để đi test nó lại không bù đắp vô được cái lợi nhuận, thì nó không đủ bù đắp vô cái khoản đó, thì nó cũng là một cái điều rất là đáng tiếc. Nói như vậy để chúng ta có được những cái cách tiếp cận nó phù hợp hơn và nó có cái một chút gì đó cập nhật. Tại vì bây giờ dự án nó rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều các cái kèo Aerop, Sun, Rejo các kiểu, thì làm sao để chúng ta tối ưu hóa được? Tại vì khi mà nó ít á, thì không sao. Khi mà ít lựa chọn á, thì chúng ta không có phải suy nghĩ gì hết. Nhưng mà bây giờ quá nhiều lựa chọn và cái nào nó cũng yêu cầu rất là nhiều các cái tiêu chí, thì bắt đầu chúng ta sẽ phải cập nhật lại cái cách chơi của mình. Rồi. Chắc là để anh John liệt kê ra một vài cái dự án mà anh John nghĩ là nên phân bổ cái nguồn lực nó nhiều hơn một xíu cho cái việc mà test retro trong thời gian tới ha. Sau Aptos thì theo mình nghĩ là có một cái dự án cũng rất là đáng chú ý là Sui. Và ngoài Sui thì còn có một số dự án đáng chú ý như là ví dụ như là GKSync, Arbitrum hoặc là những cái DApp mà trong hệ sinh thái của Aptos đó. Những cái dự án đó thì nó cũng có khả năng nó sẽ airdrop cho người dùng. Thì ngoài những cái dự án trên đó thì mình nghĩ những cái DApp trên hệ sinh thái của Optimism là cũng có nhiều khả năng sẽ airdrop, tại vì Optimism họ còn tới tận 14% token cho những cái đợt airdrop sau á. Thì nếu mà các bạn có thời gian còn nguồn lực thì cũng nên dành một chút để trải nghiệm những cái dự án mà chưa có token trên Optimism. Và ngoài ra thì hiện tại cái Optimism của họ cũng có một cái hệ thống là 18 cái quét trên Project Galaxy ấy. thì các bạn cũng có thể làm hết những cái đó để mà có nhiều cơ hội hơn nhận được airdrop từ những cái đợt sau. Rồi, chắc là mình sẽ nói sâu hơn một xíu về cái lý do mà người dùng nên tham gia các cái hoạt động test retro này ha. Thì tại vì nhiều người, tất nhiên là cái lý do cơ bản nhất là để gọi là có những cái phần thưởng nó cũng rất là giá trị. Thì song song đó thì trong cái quá trình đi test thì anh John có cái cảm nhận hay là có cái góc nhìn gì đó trong cái hoạt động mà đi test retro không? Kiểu như là để cho mọi người có một cái lý do, một cái gọi như là một cái lý do để họ nên tham gia những cái hoạt động như thế này. Theo mình nghĩ cái lý do lớn nhất mà tham gia những cái hoạt động ví dụ như là retroactive hoặc là sang airdrop là tại vì là mình có thể nhận được một cái khoản tiền rất là lớn trong tương lai. Mình chỉ cần bỏ ra cái công sức rồi, còn cái số vốn mà mình bỏ ra để test những cái DApp, những cái layer 1 thì nó cũng không nhiều quá. Kiểu như mình có khả năng nhận được nhiều hơn những cái gì mà mình bỏ ra. Cái tỷ lệ risk với return đúng không? Đúng rồi. Sẵn là đang nói về cái câu chuyện là risk với return đó thì cũng muốn anh John chia sẻ một vài cái rủi ro và kiểu như là cái cách để phòng ngừa cái rủi ro nếu như mà mọi người muốn tham gia vào cái hoạt động này. Tại vì tất nhiên là đôi khi với nhiều người thì nó cũng khá là lạ và có thể nó sẽ cái gì mình chưa biết thì tất nhiên nó sẽ rủi ro.
thì chắc là nhờ anh John chia sẻ một vài cái cách để giảm thiểu cái rủi ro này ha. Thực sự thì cái hoạt động mà sang AirDrop này thì nó theo mình thấy thì nó cũng chứa khá là nhiều rủi ro đối với những người mới á. Ví dụ như là đã có một số trường hợp là những người dùng họ sang AirDrop rồi họ kết nối ví với lại những cái đi app mà kiểu như nó không uy tín á, thì họ bị thất thoát hết tài sản trong ví luôn. Nên theo mình là khi mà các bạn muốn muốn tham gia sang AirDrop hoặc là tham gia sang Retractive thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái ví ví mới và không chứa quá nhiều tài sản trong đây. Khi mà các bạn sử dụng ví mới như vậy thì các bạn sẽ giảm được khá là nhiều rủi ro cho cái việc thất thoát tài sản. Và khi mà mình test những cái DApp xong thì các bạn cũng nên nhớ là nên revoke cái ví của mình với những cái DApp đó để tránh những cái rủi ro trong tương lai. Thật ra thì có một vài cái ý mình muốn chia sẻ như thế này. Thì trong cái giai đoạn mà mình đi thử nghiệm, mà mình test các cái sản phẩm á, thì bản thân mình cũng có một cái góc nhìn mới về cái việc là làm sao để đảm bảo an toàn. Và mình có nhiều cái thông tin hơn về cái vấn đề an toàn này. Đôi khi thì khi mà mình test nhiều quá, mà mình gặp nhiều cái vụ exploit, vụ hack quá, thì bản thân mình nó cũng kiểu như là nó bị ở cái mức extreme luôn đó. Tức là bây giờ mình gần như là mình khi mà tiếp xúc với một đi app thì mình luôn mặc định là nó sẽ scam hoặc là nó sẽ có vấn đề gì đó về bảo mật, và mình sẽ luôn phải cẩn thận với những cái điều đó. Thì mình nghĩ là cái việc test làm testnet, làm những cái thử nghiệm như thế này á, thì nó cũng không chỉ riêng về cái phần là lợi ích về mặt tài chính đâu, nhưng mà nó còn có những cái lợi ích không có hữu hình á, tức là mọi người sẽ phải làm nhiều cái thao tác ha, connect ví rồi kết nối đi app rồi revoke các thứ, rồi mọi người sẽ hình dung ra được là cái cách mà cái đi app nó tương tác với blockchain như thế nào, rồi mỗi cái thao tác, ví dụ kể cả cái thao tác của mình sai cái giao dịch đó thôi, đúng không, cái sai cái giao dịch đó thì nó sẽ có những cái hiệu ứng như thế nào, rồi mình approve nó thì nó sẽ có những cái tác động như thế nào. Thì khi mà làm qua nhiều cái đi app á, qua nhiều cái sản phẩm hoặc là tương tác nhiều với blockchain á, thì mình sẽ cảm nhận được những cái phần kỹ thuật đó, và mình hiểu sâu về cái cách mà cái hệ sinh thái nó hoạt động. Và không chỉ riêng với một hệ sinh thái đâu, mà mình nghĩ là với nhiều cái hệ sinh thái khác nhau, khi mà mọi người tham gia những cái testnet này á, thì mọi người sẽ có thêm nhiều cái dữ liệu, thêm nhiều cái thông tin để đánh giá được là cái blockchain này nó ổn hay không. Và nếu mà đặt lên bàn cân cái blockchain này với một cái blockchain khác về rất là nhiều mặt hơn, ví dụ như là về mặt trải nghiệm người dùng nè, về mặt fee nè, về mặt thanh khoản nè, thì mọi người có thể so sánh được những cái thứ đó. Và những cái thao tác test sản phẩm đó thì nó sẽ cho mọi người rất là nhiều thông tin, và nó giúp cho cái quá trình đầu tư của mọi người nó trở nên logic hơn, và nó có cái nền tảng hơn. Rồi. À thì mình cũng mới nhớ ra một ý là khi mà các bạn muốn biết tài sản từ một cái dự án A sang dự án B thì các bạn nên viết nháp một cái số lượng nhỏ thôi, tại vì đôi khi trong cái quá trình mà các bạn sử dụng những cái viết này á, nó cũng sẽ có cái rủi ro mà mình không claim được tài sản từ bên dự án B á, là mình sẽ mất luôn tài sản đó, thì các bạn nên cẩn thận hơn. Nên test trước một lượng nhỏ, sau đó nếu mà thấy ok thì mình mới đưa một cái lượng tiền kha khá qua để chạy KPI, đúng không? Đúng rồi. Thì nó cũng là một cách hay, tại vì mọi người vừa giảm thiểu được cái rủi ro ban đầu, mà mọi người vừa chạy được thêm cái KPI về cái số lượng thao tác nữa, đúng không? Đôi khi họ quét về cái số lượng thao tác á, tức là một cái ví nó phải có bao nhiêu tương tác, chứ nó không đơn thuần chỉ là cái số lượng tiền mà mình sử dụng. Thì nó cũng là một cái cách để mình tối ưu hóa cái khâu testnet retro của mình. Rồi thì ok, chắc là bọn mình sẽ dừng cái tập podcast tuần này ở đây. Hy vọng là cái tập tuần này nó có một chút gì đó cập nhật về thị trường, cũng như là cũng là một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ thôi, để chúng ta có những cái bản update cho cá nhân mình cải thiện lại cái chiến lược chơi của mình, để có thể dễ dàng sinh tồn trong cái thời buổi mà thị trường nó cũng đang rất là khó khăn ở thời điểm hiện tại. Và chắc là một lần nữa cảm ơn anh John rất nhiều. Anh John thì chắc là mọi người cũng chưa biết, thì anh John cũng là một cao thủ trong việc săn retro AirDrop. Thì rất là vui khi mà có cơ hội để ngồi nói chuyện với anh John trong
tập podcast tuần này. Chắc là để anh John gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion hôm nay ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái series DeFi Discussion của bọn mình. Hy vọng gặp lại các bạn vào lần sau. Ok, rồi cảm ơn anh John rất nhiều. Cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian cho bọn mình đến tận những phút cuối cùng của tập podcast tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong một tuần mới với nhiều topic thú vị xoay quanh thị trường ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều.